một quận nữa bạn ơi. Giờ thả giạc xong rồi chạy lối thứ hai nha. Quá trời xa ra ngoài kia, quay tới vô trong này khoảng gần 20 phút các bạn. Máy vậy chắc lúa ở phía bên kia nặng quá, máy như bên kia. Ôi, trả đi một cái kích cá nữa các bạn ơi. Đây, cánh đồng này mười mấy cái chẹt luôn nè. Cánh đồng này còn có mấy miếng nữa bạn ơi. Đây hai máy này xử lý hết luôn. Máy này ở Thạnh Trị, Tân Hiệp nha các bạn. Chiến lúa của hai chiếc KDC70 giờ chạy vô trước các bạn ơi. Chạy vô một lượt nhìn rất là đẹp luôn các bạn ơi. Giờ vô chạy song song với nhau các bạn. Một máy thì tắt ở lối giữa, còn máy thì cắt xử lý ở cặp đầu mẫu nha.
lúa qua cổ nha. Ngoài kia những máy kia đang chạy vô các bạn. Rồi coi xì cá này các bạn ơi, quá vui luôn nha. Bữa nay xử lý miếng ruồi ruộng cuối ai cũng sung nha, thì ra xì cá. Ôi ôi ngoài kia coi kìa, nghẹt cái chân. Lối chạy lên lối nữa thì xong cái miếng ruộng này nữa các bạn. Thì máy này chắc xử lý hết cái đồng này luôn rồi. Qua miếng ruộng mới mình thấy xả bồn. Chú xịt cá này ra đồng vui rồi chứ, đây ra thêm nữa nè các bạn ơi, tăng cường ra hoài luôn nè.